Tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video này mình sẽ làm là video tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay thì ý nghĩa, hãy cho mình xin like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tôm mỏ như vậy.
Như vậy video của mình là kết thúc nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nha. Các bạn thấy mình tô đẹp xem các bạn ơi. Vậy là mình đã đi tô màu xong nha các bạn nha.